Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 23 tháng 11 năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp người dân tiếp tục tìm kiếm và phát hiện một thi thể, nghi là một trong hai nạn nhân mất tích trong vụ ô tô gom rác đâm thành cầu rồi lao xuống sông. Thi thể này mặc quần áo đồng phục của công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Huế, được tìm thấy tại khu vực cầu Hữu Trạch, bắc qua sông Hữu Trạch, một phụ lưu của sông Hương và cách cầu treo Bình Thành nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 6,3 km. Lực lượng chức năng đã trục vớt thi thể lên bờ và thực hiện công tác khám nghiệm, xác định danh tính trước khi triển khai các bước tiếp theo. Trong khi đó, lực lượng chức năng và một số tổ chức từ thiện, người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại. Nạn nhân được xác định là anh Tôn Thất Tín, 27 tuổi, chú phường Thủy Vân, thành phố Huế, gần cầu Hữu Trạch cách hiện trường vụ việc khoảng 10 km đường sông. Đến khoảng trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm thi thể của ông Nguyễn Đăng Thanh, 58 tuổi, chú phường Phương Đúc, thành phố Huế. Vị trí tìm thấy ông Thanh cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 5 km đường sông. Như vậy, sau hơn 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân xấu số, số trong vụ xe rác lao khỏi cầu Bình Thành. Lực lượng chức năng ngay sau đó đã tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể hai nạn nhân về gia đình lo hậu sự. Trước đó, anh Tôn Thất Tín lái xe chở rác biển kiểm soát 75C04483 chở theo ông Nguyễn Đăng Thanh chạy trên tỉnh lộ 12D từ hướng quốc lộ 49 đến Ủy ban Nhân dân xã Bình Thành. Khi đến khu vực cầu treo Bình Thành, chiếc xe bất ngờ va vào lan can cầu, rơi xuống sông. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 3 chiếc cano mở rộng tuần tra mặt nước từ sông Hương đến Thủy Điện Bình Điền để tìm kiếm hai nạn nhân. Ngoài ra các lực lượng tại chỗ cũng được huy động tối đa để tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Trước đó, nhà máy thủy điện Bình Điền, thị xã Hương Trà thực hiện vận hành điều tiết nước qua tràn và tua bin với lưu lượng xả 330 m khối một giây để cắt giảm lũ cho vùng hạ du vào mùa mưa lũ. Do đó, mực nước trong hệ thống sông Hương, dòng tả trạch và hữu trạch dâng cao, chảy xiết, khiến công tác trục vớt xe chở rác gặp nạn và hai người mất tích gặp nhiều khó khăn. Sau khi nhận được yêu cầu từ cơ quan chức năng Nhà máy thủy điện Bình Điền phải tạm thời giảm lưu lượng vận hành nước xả qua tràn, làm hạ mực nước sông nhằm phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết xấu, có mưa khiến nước sông dâng cao, đục ngầu và chảy xiết, khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Vừa qua, tòa án nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, sau khi nghị án kéo dài đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Trung, 26 tuổi Huỳnh Văn Khứu, 38 tuổi, chú bị cáo chung và Lê Duy An, 43 tuổi, dượng bị cáo chung, cùng 6 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Hội đồng xét xử cũng tuyên đình chỉ xét xử đối với ông Huỳnh Văn Thanh, cha ruột chung do ông này đã qua đời. Về phần dân sự, buộc bị cáo chung, khứu, an, liên đới bồi thường số tiền hơn 152 triệu đồng cho nạn nhân. Cụ thể, bị cáo chung, khứu, an, mỗi người bồi thường hơn 50 triệu đồng, ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, mặc dù các bị cáo không có sự bàn bạc trước về việc gây thương tích cho ông Châu, tuy nhiên, sự việc gây thương tích cho ông Châu được các bị cáo thực hiện một cách liên tục, nối tiếp nhau, thậm chí cùng lúc, thể hiện sự tiếp nhận ý chí của nhau. Hành vi của bị cáo này tạo điều kiện cho các bị cáo khác thực hiện hành vi tiếp theo. Do vậy, các bị cáo được xác định là đồng phạm của nhau và phải chịu trách nhiệm chung đối với hậu quả gây ra cho nạn nhân. Theo cáo trạng, chiều ngày 21 tháng 4 năm 2020, ông Châu, nạn nhân trong vụ án trên, chở vợ đến nhà ông huỳnh văn thanh tại xã phước thạnh huyện củ chi để hỏi về việc đám mía của bà bị cháy và xảy ra cự cãi trung bất ngờ dùng tay xiết cổ ông châu làm ông châu ngã ông thanh dùng tay đánh ông châu sau đó vợ chồng ông châu chạy sang nhà ông dũng để trốn lúc này ông thanh cầm búa xẻng xông vào nhà ông dũng khi bỏ chạy vợ ông châu bị ngã ông thanh cầm búa đánh nhưng bà này tránh được thời điểm đó người thân của ông thanh cũng có mặt tại nhà ông dũng sau đó, ông Châu ra đống cát bên hông nhà ông Dũng để tìm mắt kính do ông Châu đánh rơi khi chạy từ hướng nhà ông Thanh sang nhà ông Dũng. Khi ông Châu đứng tại đống cát thì bất ngờ Trung hai tay cầm phẳng chặt cỏ bơ, chạy từ phía sau đến tác động vào cẳng chân trái của ông Châu gây thương tích. Ông Châu quay mặt lại thì nhìn thấy Trung và ngã quỵ xuống đất. Trung cầm cây phẳng chạy về phía sau nhà của Trung. Ngay sau đó, Thanh hai tay cầm xẻo xông vào ông Châu. Khứu và An cũng cầm cây tác động vào tay chân, thân thể trúng vùng lưng ông Châu, làm ông Châu bất tỉnh. Sau khi đánh ông Châu gây thương tích, Thanh, Khứu và An cầm hung khí rời khỏi hiện trường. Ông Châu được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Kết luận giám định xác định ông Châu bị thương tích 46%. Ngày 22 tháng 11 năm 2024, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn bàn đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Thị Ton, sinh năm 1976, chú tại Nậm Cần, xã Dần Thàng, huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai, về hành vi giết người. Trước đó vào 9 giờ ngày 20 tháng 10, anh DTN, sinh năm 1995, trú tại thôn Nậm Cần, xã Dần Thàng, huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai, là hàng xóm của Tòn, phát hiện nguồn nước sinh hoạt của gia đình có màu trắng đục và có mùi giống mùi thuốc trừ sâu. Anh N nghi ngờ có người đầu độc nên đã trình báo sự việc với công an xã Dần Thàng, huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện Văn Bản đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Lào Cai Khẩn trương vào cuộc điều tra vụ việc trên. Kết quả điều tra bắt đầu xác định do có mâu thuẫn với vợ chồng anh N nên vào 8 giờ ngày 20 tháng 10, Triệu Thị Ton đã đổ thuốc trừ sâu vào đầu nguồn nước được gia đình anh N dẫn về nhà để sử dụng trong sinh hoạt, nhằm mục đích đầu độc các thành viên trong gia đình anh này. Ngày 12 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bản đã tiến hành khởi tố vụ án. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, sau khi được Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Bản phê chuẩn, ngày 21 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bản đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Thị Ton về hành vi giết người để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật. Ngày 22 tháng 11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với VTT, sinh năm 1987, chú tại thôn Nậm Than, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó khoảng 14 giờ ngày 18 tháng 11, VTT đi làm về đến nhà, thấy ông VVT sinh năm 1964 cùng bà STH sinh năm 1962 là bố mẹ đẻ của T đang ngồi trên giường nói chuyện. Do bực tức với bố trong sinh hoạt gia đình nên Thiêng và ông T đã có lời qua tiếng lại với nhau. Thiêng lấy chai xăng vẩy vào người ông T, bà hát rồi cầm bật lửa bật lên mục đích để dọa. Nhưng khiến lửa bùng phát làm cháy ông T bà hát. Thấy bố mẹ mình bị cháy, Thiêng lao vào dập lửa sau khi dập lửa xong, thiêu bỏ lên đồi cây đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì về nhà. Tại hiện trường, vụ hỏa hoạn thiêu rụi màn, chăn, chiếu và giường của vợ chồng ông Tê. Ông Đặng Quang Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phi, Hà Giang cho biết, sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng đưa vợ chồng ông Tê đi cấp cứu tại bệnh viện Hoàng Su Phi. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả hai nạn nhân đã tử vong. Còn đối tượng VTT bị thương ở cánh tay phải. Cũng theo ông Dũng, Lực lượng công an sau đó đã khống chế, đưa đối tượng VTT về trụ sở để tiếp tục làm rõ. Theo chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến tại địa phương, VTT sống chung với bố mẹ đẻ và chưa lập gia đình. Đối tượng này cũng không có biểu hiện của bệnh tâm thần.